Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước trên kênh truyền thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 19 tháng 6 2024, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý sau đây. Án mạng kinh hoàng tại tỉnh Quảng Ngãi khiến hai vợ chồng bị giết, hai con nguy kịch. Cảnh giác với dạng ma túy mới. Cảnh báo rối loạn sức khỏe tâm thần gia tăng và những hệ lụy. Mở đầu là các tin tức an ninh trật tự. Sáng nay trên địa bàn xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Hậu quả đã làm 4 người trong một gia đình gồm hai vợ chồng tử vong tại chỗ, còn hai cháu nhỏ bị thương được đưa đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng nay, người dân ở đội 5 thôn 4 xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà vợ chồng anh Tê, 45 tuổi. Chạy đến kiểm tra, hàng xóm phát hiện anh Tê nằm chết ngoài vườn, người vợ tử vong trong phòng tắm, trên người có nhiều vết thương, máu đổ khắp nơi. Riêng hai con nhỏ 4 tuổi và 7 tuổi của vợ chồng anh Tê bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Hung thủ được xác định ban đầu là Lê Đình Tê, 57 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi gây án, đối tượng lẩn trốn sau vườn đã bị lực lượng chức năng và người dân bắt giữ. Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Thưa quý vị, Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ thành công đối tượng Lương Thị Hiền, ngụ huyện Quế Phong, sau 15 năm trốn truy nã về hành vi không chấp hành án, tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, thông qua công tác nắm địa bàn, lực lượng công an phát hiện Lương Thị Hiền đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng này thường thay đổi nhân dạng, thường xuyên di chuyển chỗ ở. Khi thấy người lạ thì lập tức bỏ trốn vào rừng, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ thành công Lương Thị Hiền tại bản Kèo Pụt, huyện Mường Quắn, Sầm Tớ, Lào và di lý đối tượng về trụ sở công an huyện Quế Phong để tiếp tục điều tra, xử lý. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, 33 tuổi, ngụ phường Xuân An, thành phố Long Khánh, đang tàng trữ một gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá tại khu vực đường Hồng Thập Tự thuộc khu phố 5, phường Xuân Trung. Tại cơ quan công an, Tuấn Anh khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về để sử dụng thì bị bắt. Hiện công an đang điều tra mở rộng. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện các loại ma túy mới, núp bóng thực phẩm, thuốc lá điện tử nhắm đến đối tượng là học sinh sinh viên. Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật theo dõi các thông tin về tác hại ma túy, đặc biệt là các loại ma túy mới, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy để nhận biết phòng ngừa. Tuyệt đối không được tham gia các dịch vụ kinh doanh mua bán, tàng trữ, vận chuyển các loại thực phẩm, thuốc lá điện tử, thuốc kích thích có thể là ma túy núp bóng trôi nổi không rõ nguồn gốc. Quan tâm giáo dục con em mình sớm phát hiện những biểu hiện bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Liên quan đến an toàn giao thông, tình trạng ô tô lấn làn vượt ẩu vẫn diễn ra ngày càng tăng, dù hệ thống đường bộ đã được phân làn chi tiết cho các phương tiện tham gia giao thông. Việc các phương tiện giao thông đi sai phần đường, chuyển làn đường sai quy định càng trở nên nguy hiểm hơn trên đường cao tốc khi hầu hết các xe chạy ở tốc độ 60-100 km/h. Thậm chí có xe chạy tới 120 km/h. Việc ô tô chuyển làn liên tiếp và đột ngột khiến tài xế phía sau rất khó xử lý, dễ dẫn tới tai nạn. Theo Nghị định 123, ô tô chuyển làn trên cao tốc mà không bật xi nhan báo hiệu sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và tước bằng lái xe từ 1 đến 3 tháng. Nếu xe gây tai nạn, mức phạt tiền sẽ từ 10 đến 12 triệu đồng và tước bằng lái từ 2 đến 4 tháng. Chuyện qua chuyện này tiếp tục với các thông tin sức khỏe đáng chú ý. Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết anh Điểu Rốt, 48 tuổi, ngụ thôn 1, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, một trong số 6 trường hợp bị chó dại cắn nhưng không đi tiêm ngừa đã tử vong. Trước đó, ngày 14 tháng 6, anh Điểu Rốt được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước với các triệu chứng trở nặng như nóng sốt, vật vã, sợ gió, sợ nước. Sáng 15 tháng 6, anh Điểu Rốt được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, được chuẩn đoán nghi ngờ bệnh dại lên cơn. Tuy nhiên do bệnh quá nặng, anh Rốt được gia đình xin xuất viện về nhà. Đến ngày 17 tháng 6, bệnh nhân Rốt đã tử vong.
Theo kết quả điều tra dịch tễ trước đó ngày 12 tháng 2, 2024, anh Cà Rốt cùng 5 người khác ở địa phương bị một con chó của người dân trong thôn 1, xã Đồng Nai cắn. Sau vài ngày cắn người, con chó bị chết bất ngờ. Mặc dù biết tin chó cắn người đã chết, nhưng cả 6 người bị cắn đều không điều trị, cũng như không đi tiêm ngừa huyết thanh và vaccine. Sau khi nghe tin anh Điểu Cà Rốt chết, đến chiều 17 tháng 6, nhóm 5 người cùng bị chó dại cắn mới đi tiêm huyết thanh và vaccine. Hiện Trung tâm Y tế Bù Đăng đang tiếp tục điều tra dịch tễ, theo dõi trực tiếp 5 người bị chó cắn, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch bệnh dại. Thưa quý vị khán giả, theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, sau đại dịch COVID-19, tỷ lệ dân số mắc các rối loạn tâm thần tăng gấp 3 lần so với trước. Trung bình cứ 8 người thì sẽ có một người có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tại Việt Nam có khoảng 15% dân số bị rối loạn tâm thần. Đáng lo ngại là nếu không được can thiệp đúng và kịp thời, rối loạn tâm thần sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân người bệnh cũng như gia đình và xã hội, ghi nhận tại Đồng Nai. Được chẩn đoán trầm cảm, rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hơn 3 năm nay, em LVT, sinh viên trường Đại học Văn Lang, phải sống trong tình trạng tuyệt vọng, chán nản, thu mình, ít giao tiếp với người khác. Thậm chí nhiều lúc em muốn tự tử nhưng một cách giải thoát, vì thấy cuộc sống quá mệt mỏi, vô nghĩa. Đây là hệ lụy của một số thiếu niên lớn lên trong gia đình có bố mẹ ly hôn, thiếu vắng tình cảm và sự đồng hành của cha mẹ, thiếu kỹ năng ứng phó trước những biến cố cuộc đời. Là đôi khi cảm xúc nó thay đổi đột ngột ấy à, lúc lên lúc xuống. Thì khi mà phát hiện ra thì tại vì cuộc sống em nó đảo lộn mọi thứ à. Khi mà cơn trầm cảm nó đến thì em lại em bỏ học, em ở nhà em chơi game thôi, em không làm gì hết à. Thả trôi mọi thứ trong cuộc sống. Còn người phụ nữ này, do áp lực công việc và nuôi con nhỏ, chị bị rối loạn lo âu dẫn đến trầm cảm đã 2 năm nay. Nỗi niềm không biết bày tỏ cùng ai, gần đây hôn nhân của chị lại đứng trên bờ vực thẳm. Cú sốc khiến chị hoàn toàn gục ngã, nhưng vì thương con nhỏ, chị quyết định tìm đến bác sĩ để được can thiệp với mong muốn có thể trở lại trạng thái bình thường như trước kia. Trong cuộc sống em cảm thấy gặp rất là nhiều khó khăn. Em mất ngủ là cái thứ nhất, sáng sớm dậy rất là mệt mỏi, dẫn đến cái công việc của mình nó không có được trôi chảy cho lắm. Rồi thêm phần áp lực công việc nữa. Bây giờ thì một người phải kiêm nhiều việc do kinh tế mà. Thì áp lực công việc, rồi thêm gần đây thì em biết được là chồng em có ngoại tình. Cho nên là có nhiều cái vấn đề để em suy nghĩ nhưng không biết là chia sẻ với ai. Rồi mình hay bị cọc cằn. Những trường hợp rối loạn tâm thần như trên không hề ít trong xã hội hiện nay. Trong đó, trầm cảm, lo âu là những rối loạn tâm thần chiếm tỷ lệ cao, lên tới 5-6% dân số, còn lại là các rối loạn tâm thần khác. Nếu không được can thiệp đúng kịp thời, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến suốt quãng đời về sau, nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên. À, sau cái đại dịch vừa rồi, á, thì người ta thấy rằng là cái tình trạng khủng hoảng do sức khỏe tâm thần nó đã tăng lên gấp 3 lần so với trước đại dịch. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng là các nguy cơ về sức khỏe tâm thần đã tăng lên rất là nhiều do cái bối cảnh của đại dịch cũng như là bối cảnh của kinh tế xã hội. Nó đã có nhiều cái yếu tố khủng hoảng. Thế thì chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là đó là một cái thực trạng mà chúng ta cần phải rất quan tâm. Tổ chức Y tế giới cũng như các tổ chức khác nhau đều nhận thấy rằng là sức khỏe tâm thần là cần phải quan tâm và nó phải là quan tâm một cách liên tục của các cái quốc gia chứ nó không phải ở một thời điểm nào cả. Với ở cái cấp độ cá nhân ý, thì sức khỏe tâm thần nó cũng ảnh hưởng rất nặng nề đến sức khỏe thể chất của bản thân cái bệnh nhân đó. Và cái nó tiến triển nặng lên thì nó gây ra những cái hậu quả cho chính bệnh nhân đó, con người mệt mỏi, trầm cảm và có thể là dẫn đến một cái hậu quả mà không ai mong muốn cả. Đấy là cái vấn đề tự tử. Còn đối với gia đình thì một người mà có rối loạn về tâm lý hay là có rối loạn về sức khỏe tâm thần thì sẽ lại gây một cái áp lực lên rất nhiều lên gia đình. Cái áp lực này nó bao gồm kể cả các cái áp lực về mặt tinh thần của các thành viên trong gia đình, áp lực về cái công sức người ta bỏ ra, người ta chăm sóc, người ta giúp đỡ những người mà bị rối loạn về tâm thần. Nó gây ra áp lực rất lớn lên cái hệ thống y tế của Việt Nam. Nó gây áp lực thậm chí cả lên các vấn đề trong xã hội, các cái trường hợp bệnh nhân tâm thần không kiểm soát được hành vi có thể dẫn đến giết người, vân vân. Chưa bao giờ hai từ chữa lành được nhắc đến nhiều như hiện nay. Đã đến lúc sức khỏe tâm thần cần được quan tâm đúng mức, thường xuyên, liên tục
để mỗi cá thể trong xã hội có thể cân bằng khỏe mạnh về cả thân, tâm, trí. Vâng, thưa quý vị, ngày 26 tháng 6 tới là thời điểm thí sinh cả nước làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các thí sinh sẽ được phổ biến kỹ lưỡng một lần nữa những vật cấm mang vào phòng thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc trên toàn quốc. Tuy nhiên, càng đến gần ngày thi thì một số đối tượng càng công khai trong việc rao bán, thậm chí là hướng dẫn sử dụng những thiết bị gian lận trong thi cử. Năm nay trước thời điểm thi, cơ quan an ninh cũng phát hiện nhiều đối tượng rao bán thiết bị gian lận trong thi cử, những thiết bị nhỏ gọn và tinh vi. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an đã phát hiện nhiều đối tượng rao bán thiết bị để gian lận thi cử như chiếc tai nghe không dây siêu nhỏ chỉ như một hạt gạo, đặt lọt vào trong tai. Vị trí mà các đối tượng đặt các thiết bị gian lận thi cử rất tinh vi, có thể ở mắt kính, khuyên tai, cúc áo hay đồng hồ đeo tay. Ngăn ngừa việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là điều mà Ban chỉ đạo quốc gia cũng như Ban chỉ đạo 63 tỉnh thành đặc biệt chú trọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng cơ quan an ninh cũng đã tổ chức nhiều buổi tập huấn cũng như triển khai nhiều giải pháp ở các điểm thi để ra quyết, ngăn chặn, phát hiện những vi phạm nếu có. Những người gian lận thi cử sẽ bị khởi tố tùy theo mức độ vi phạm. Liên quan đến môi trường, thưa quý vị, rác thải luôn là vấn đề đáng lo ngại, đe dọa sự phát triển bền vững, đặc biệt đối với các điểm đến du lịch. Tại khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm thuộc tỉnh Quảng Nam, nhiều mô hình sáng kiến nhằm giảm thiểu và tuần hoàn rác thải trong cộng đồng đã được thực hiện nhiều năm nay như một giải pháp hướng tới cân bằng giữa bảo tồn và phát triển. Những chiếc làn nhựa, túi lưới, bao dứa có thể tái sử dụng nhiều lần, hay giấy báo, lá chuối dễ phân hủy là những vật đựng rất phổ biến khi người dân Cù Lao Chàm đi chợ mua sắm. Đó là hiệu ứng từ chiến dịch nói không với túi ni lông được địa phương này triển khai đầu tiên trên cả nước và duy trì hiệu quả suốt 15 năm qua. Từ năm 2018, Cù Lao Chàm lại đi đầu trong việc triển khai cam kết cộng đồng nói không với ống hút nhựa, từ chối sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần. Mặc dù những sản phẩm là làm từ bằng giấy, bằng ly giấy so với những cái làm đó là nó đắt hơn nhiều, nhưng mà chúng tôi vẫn tuân thủ vì đó để bảo vệ môi trường. Ngoài ra còn có rất nhiều sáng kiến cho những giải pháp xử lý quản lý rác thải bền vững trên đảo. Trong đó phải kể đến mô hình tuần hoàn rác thải có tên Cơ sở Phục hồi Tài nguyên MRF là nơi cộng đồng dân cư trên đảo tập kết rác thải đã được phân loại và xử lý theo nhiều phương pháp khác nhau nhằm tạo nên một vòng tuần hoàn, biến rác thải thành tài nguyên hữu ích. Mô hình này mở ra cái thứ nhất á, là giúp cho Cù Lao Chàm nó không giảm được cái độ rác thải. Cái thứ hai nữa là cái mà việc rác hữu cơ để làm ra nước rửa chén để phục vụ cho tại cái hộ gia đình của mình. Rác vô cơ thì sẽ phân thành hai loại là rác nhựa có giá trị thấp sẽ làm thành những tấm ván, những đồ vật dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Còn rác tái chế thì sẽ đưa thu gom bán cho các những nhà thu mua phế liệu. Những loại vô cơ mà không thể tái chế được thì sẽ chuyển lên trên bãi rác ở eo gió Cù Lao Chàm. Đến nay, mô hình phục hồi tài nguyên đã thu gom được hơn 73 tấn rác từ các hộ gia đình trên đảo. Trong đó, 32 tấn rác hữu cơ, chiếm khoảng 44%, đã được xử lý tạo ra hơn 3.000 phân compost và khoảng 1.800 lít nước tẩy rửa đa dụng. Rác tái chế như vỏ lon, chai, giấy chiếm khoảng 1%. Một trong những cái giải pháp mà đang tập trung làm hiện tại đó là tập trung cho các cái nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực môi trường, có nghĩa là bảo vệ tốt môi trường, kể cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, giảm phát thải. Trước những thách thức đặt ra về môi trường sinh thái do hoạt động du lịch, thì những nỗ lực giảm thiểu phát thải và tuần hoàn rác hướng cộng đồng người dân và du khách chung tay bảo vệ môi trường và tiêu dùng xanh được xem là nền tảng để xây dựng thương hiệu hòn đảo không rác thải nhựa tại khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, v.v., quý vị khán giả có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tin nóng Đồng Nai a@gmail.com. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.